Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, nhờ thần lực của Phật nên không xảy ra những sự trở ngại, thế nên các thiện nam tử vân vân đại thừa. Đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu muốn biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, thư duy, giảng dạy cho người khác, thì hãy nên gấp biên chép cho đến giảng nói. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều những sự trở ngại, chớ để cho sự biên chép cho đến giảng nói chẳng được rốt ráo. Thiện hiện nên biết các thiện nam tử vân vân đại thừa này, nếu muốn biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa rốt ráo trong thời gian một tháng cho đến một năm, hãy nên siêng năng tinh tấn, chánh niệm biên chép cho đến giảng nói, trải qua thời gian như vậy làm cho được rốt ráo. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa là ngọc thần đại bảo nên bị nhiều sự trở ngại. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, hy hữu thay, bát nhã ba la mật đa sâu xa là viên ngọc thần đại bảo, có nhiều sự trở ngại, nhưng nếu có người biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói cho người khác, thì ác ma sẽ làm trở ngại người đó, khiến cho không biên chép cho đến giảng dạy được. Phật dạy, này thiện hiện ác ma đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tuy luôn rình tìm muốn làm cho trở ngại để không biên chép cho đến giảng nói, nhưng sức của ác ma không thể làm chướng ngại việc làm của Bồ Tát đó được. Xá lợi từ bạch Phật, bạch Thế Tôn, nhờ thần lực của ai làm cho ác ma kia không thể gây trở ngại những việc biên chép của các Bồ Tát? Phật dạy, xá lợi tử, nhờ thần lực của Phật làm cho bọn ác ma kia không thể gây trở ngại những việc biên chép của các Bồ Tát. Này xá lợi tử, đó cũng là thần lực của chư Phật trong tất cả thế giới mười phương làm cho ác ma không thể gây trở ngại những việc biên chép của các Bồ Tát. Này xá lợi tử, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều cùng hộ niệm các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa làm cho ác ma kia không thể gây trở ngại. Vì sao? Xá lợi tử, vì chư Phật Thế Tôn đều cùng hộ niệm các chúng Bồ Tát đã làm nghiệp lành, thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm cho ác ma không thể gây sự trở ngại. Này xá lợi tử, nếu các Bồ Tát nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói, đáng được mười phương thế giới tất cả Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện đang thuyết pháp hộ niệm, nếu được nhờ chư Phật hộ niệm thì ác ma cũng không thể gây trở ngại. Này xá lợi tử, nếu có các thiện nam tử vân vân, có lòng tin sâu xa thanh tịnh, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói, phải suy nghĩ. Ta này biên chép cho đến giảng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, đều là thần lực của chư Phật Thế Tôn nơi tất cả mười phương thế giới hộ niệm. Xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói, đều là nhờ thần lực của chư Phật Thế Tôn khắp mười phương từ bi hộ niệm, làm cho người đó tạo tác nghiệp lành thù thắng, nên ác ma và quyến thuộc của chúng không thể gây trở ngại. Khi ấy Phật dạy xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói, chư Phật Thế Tôn nơi thế giới mười phương đều cùng nhận biết, vui mừng hộ niệm. Chư Phật Thế Tôn thế giới mười phương thường dùng Phật nhãn cùng quán, thấy rồi từ bi hộ niệm, làm cho sự tu tập của các Bồ Tát được thành tựu. Phật dạy, này xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói, thường được chư Phật Thế Tôn khắp mười phương, tất cả thế giới dùng Phật nhãn quán thấy, biết rõ và hộ niệm, làm cho các ác ma không thể quấy rối, sự tạo tác nghiệp lành đều chóng thành tựu. Này xá lợi tử, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu có thể đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, biên chép thọ trì, đọc tụng tu tập, tư duy giảng nói, nên biết các thiện nam đó đã gần vô thượng Bồ Đề, các ác ma oán giận không thể làm trở ngại được. Này xá lợi tử, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu có thể biên chép bát nhã ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm nhiều loại, thọ trì đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi
khen. Người ấy thường được Phật nhãn Như Lai quán chiếu, nhận biết và hộ niệm. Nhờ nhân duyên này chắc chắn sẽ đạt được đại tài, đại lợi, đại quả, đại báo cho đến sẽ được Phật bất thối chuyển. Thường không xa lìa chư Phật và Bồ Tát, thường nghe chánh pháp và chẳng rơi vào cõi ác, được sanh vào chốn trời, người hưởng vui tuyệt diệu. Vì sao? Xá lợi tử vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm cho các hữu tình như thật thông suốt các pháp nghĩa thủ thắng, đời này và đời sau phát khởi những việc lợi ích an vui. Xá lợi tử, kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, sau khi ta nhập niết bàn đến phương đông nam dần dần sẽ được hưng thịnh, vì phương đó có nhiều thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa. Có thể đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, có lòng tin sâu xa và thích biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Kinh điển như vậy, sau khi ta nhập Niết Bàn, từ phương Đông Nam chuyển đến phương Nam dần dần được hưng thịnh, vì phương ấy có nhiều thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa. Có thể đối với kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này hết lòng tin, muốn biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Kinh điển như vậy, sau khi ta nhập Niết Bàn, từ phương Nam đến phương Tây Nam dần dần được hưng thịnh, vì phương ấy có nhiều thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa. Có thể đối với kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này hết lòng tin, muốn biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Kinh điển như vậy, sau khi ta nhập Niết Bàn, từ phương Tây Nam đến phương Tây Bắc dần dần được hưng thịnh, vì phương ấy có nhiều thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa. Có thể đối với kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này hết lòng tin, muốn biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Kinh điển như vậy, sau khi ta nhập Niết Bàn, từ phương Tây Bắc chuyển đến phương Bắc, dần dần được hưng thịnh, vì phương ấy có nhiều thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa. Có thể đối với kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này hết lòng tin, muốn biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Kinh điển như vậy, sau khi ta nhập Niết Bàn, lại từ phương Bắc đến phương Đông Bắc dần dần được hưng thịnh, vì phương ấy có nhiều thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa. Có thể đối với kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này hết lòng tin, muốn biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Này xá lợi tử, sau khi ta nhập Niết Bàn sau đó 500 năm, kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa ở phương Đông Bắc làm Phật sự lớn. Vì sao? Xá lợi tử, kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa được tất cả Như Lai tôn trọng, được tất cả Như Lai cùng hộ niệm, làm cho kinh điển ở phương đó tồn tại lâu dài không hoại diệt. Này xá lợi tử, chẳng phải chánh pháp vô thượng, pháp tỳ nại gia mà Phật chứng đắc có tướng bị tiêu diệt, mà quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chứng đắc như pháp và tỳ nại gia là bát nhã ba la mật đa tương ưng với kinh điển. Này xá lợi tử, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa ở phương Đông Bắc kia, có thể đối với kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này hết lòng tin và thích biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Chư Phật chúng ta thường dùng Phật nhãn quán sát hộ niệm để cho họ không bị tổn não hiện tại và vị lai thân tâm an lạc. Xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, khoảng 500 năm sau, khi Phật nhập Niết Bàn ở phương Đông Bắc có truyền bá rộng rãi không? Phật dạy, xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy. Này xá lợi tử, sau 500 năm ta nhập Niết Bàn, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa ở phương Đông Bắc, nếu được nghe kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này hết lòng tin và thích biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen.
nên biết người đó từ lâu đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, từ lâu đã tu hạnh đại bồ tát, cúng dường nhiều đức phật, phụng sự nhiều vạn lành, từ lâu đã tu tập nhiều thân giới tâm tuệ, căn lành đã trồng hoàn toàn thành thục. Nhờ phương lực này nên được nghe kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, hết lòng tin ưa và có thể biên chép thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, khai thị phân biệt cho các hữu tình. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật nhập Niết Bàn 500 năm, lúc chánh pháp sắp diệt, ở phương Đông Bắc sẽ có bao nhiêu thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát thừa được nghe kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, hết lòng tin và có thể biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, giảng nói cho người khác, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Phật dạy: Xá Lợi Tử, sau khi ta nhập Niết Bàn 500 năm, lúc chánh pháp sắp diệt, ở phương Đông Bắc, tuy có vô lượng các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nhưng ít có người được nghe kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, hết lòng tin và có thể biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, giảng nói cho người khác, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Này Xá Lợi Tử, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nghe nói kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tâm không mê muội, không kinh không sợ mà sanh niềm tin sâu xa, thích biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, giảng nói cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Phải biết người này đã từng gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác và các Bồ Tát, thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, đó là các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn đạo đại Bồ Tát, cho nên được tất cả Như Lai hộ niệm và vô lượng bạn lành giúp đỡ, được ở trong căn lành thù thắng, vì muốn đem lại nhiều lợi ích cho chúng sanh, cho nên chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì ta thường vì các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa đó nói pháp tương ưng trí nhất thiết, Như Lai ở quá khứ cũng thường vì những người đó nói pháp tương ưng trí nhất thiết. Nhờ nhân duyên này, vào đời sau, người đó thường được tu tập chánh hạnh tương ưng với trí nhất thiết trí, chóng đạt quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cũng thường vì người khác tương ưng, làm cho họ đạt quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thân tâm luôn luôn được an định. Các ác ma vương và bè lũ của chúng chẳng thể phá hoại tâm mong cầu tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Huống gì những kẻ ưa làm việc ác, hủy báng bát nhã ba la mật đa, làm trở ngại tâm kia để khỏi tinh tấn cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì người đó đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bằng tâm dõng mãnh tinh tấn rất kiên trì. Xá Lợi Tử, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tâm được cởi mở, thanh tịnh, vui mừng, cũng có thể an lập vô lượng hữu tình nơi thiện pháp thù thắng, giúp họ tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa đã phát nguyện rộng lớn với ta, còn sẽ an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình, làm cho họ phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh đại Bồ Tát, chỉ bày khuyến khích, hướng dẫn, khen ngợi, vui mừng để họ đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho đến được thọ ký bất thối chuyển, con đối với họ nguyện sanh tâm hoan hỷ. Vì sao? Xá Lợi Tử, ta quán thấy người đó đã phát tâm nguyện rộng lớn tương ưng với lời nói, tương lai người đó nhất định có thể an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình, làm cho họ phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh đại Bồ Tát, thị hiện khuyến khích, hướng dẫn, khen ngợi, tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho đến được thọ ký bất thối chuyển. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này, vào thời quá khứ cũng đã ở trước vô lượng Phật phát nguyện rộng lớn, còn sẽ an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình, làm cho họ phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh đại Bồ Tát, thị hiện khuyến khích, hướng dẫn, khen ngợi, để đạt quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cho đến được thọ ký bất thối chuyển. Thời quá khứ, Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng sanh tâm tùy hỷ đối với nguyện rộng lớn đó,
Vì sao? Xá lợi tử, vì chư Phật quá khứ cũng quán thấy các thiện nam tử, vân vân. Chủ Bồ Tát Thừa đã phát tâm nguyện rộng lớn tương ưng với lời nói. Tương lai, người đó nhất định có thể an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình, làm cho họ phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh đại Bồ Tát, thị hiện khuyến khích, hướng dẫn, khen ngợi, tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho đến được thọ ký bất thối chuyển. Các thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát Thừa này tin hiểu rộng lớn, nguyện sanh vào cõi nước chư Phật ở phương khác, đều có đức